Thầy nói đến khuyến mãi thì thầy lại nói đến kiểm thử tỉnh. Thử coi nó đúng sản phẩm của mình cũng khuyến mãi không thầy. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không nào? Thầy kiểu như nó kiểu áp dụng vô nó coi áp dụng được cái sản phẩm đó không? Cũng cũng gần gần rồi đó. Bây giờ có một cái nào hay mà mình gần như là mình là nhà quản trị nha. Mình là nhà quản trị thì mình mới cảm giác được cái việc là nên kiểm thử tỉnh. Gần 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 đúng rồi đó Triệu. Theo ý em còn phát triển thêm nữa, tại sao mình phải kiểm thử tỉnh về vấn đề khuyến mãi? Thầy là nếu nó áp dụng được nhiều quá quá nhiều sản phẩm sẽ gây tổn thất cho cửa hàng này. Rất hay. Như vậy thì các bạn kiểm thử tỉnh ở vấn đề này. Các bạn phải xem xét hết tất cả những cái rule mà công ty đặt ra. Khuyến mãi cho sản phẩm nào? Khuyến mãi trong bao lâu? Khuyến mãi bao nhiêu phần trăm? Đó là những cái mà các bạn cần phải xem xét rất kỹ khi các bạn thiết lập một cái khuyến mãi trong work rate của chúng ta thôi. À, trong work rate của chúng ta. Cho nên cái này là người ta nói là hoặc phần mềm chạy chương trình. Nhưng mà cái chạy chương trình của mình đó là cái public cái đoạn work rate của các bạn lên, chứ không cần phải chương trình, không cần phải code. Như vậy thì các bạn thấy là khi mà chúng ta kiểm thử tỉnh thì chúng ta xem lại hết tất cả những cái rule, tất cả những cái đặt ra cái yêu cầu là sản phẩm nào được khuyến mãi. Đôi khi nhân viên người ta xét cái mã sản phẩm khuyến mãi á, người ta xét nhầm cái. Mình đang khuyến mãi cái sản phẩm là iPhone 14. Đúng không? iPhone 14. Bây giờ nó hết hết thời rồi. Chúng ta đang cố tình khuyến mãi để đẩy cái hàng cũ đi. Và nó có iPhone 15 về. Đó. Mà bạn gõ nhầm một cái. Khuyến mãi giảm 20% cho iPhone 15. Rồi xong. Hiểu không? Như vậy là chúng ta kiểm thử tỉnh. Chúng ta chưa public lên. Chúng ta chưa chạy thử. Nếu trong trường hợp bạn có một server dự phòng, bạn có một server ánh xạ với cái web mà bạn đang chạy, thì bạn có thể setup xong, bạn chạy trên cái server đó, nhưng mà server đó chưa được public ra bên ngoài. Còn nếu mình đặt trường hợp là cái server của mình có một cái duy nhất, web của mình có một cái duy nhất, chỉ có cái đó thôi, và mình đang giao cho nhân viên của mình là setup chương trình khuyến mãi cho tháng này. À, cuối tháng 9 rồi. iPhone 15 về rồi. Bây giờ cửa hàng của mình đang đẩy mạnh là bán cái iPhone 14 Pro Max này đi, hoặc là iPhone 14 Pro đi, thì mình đang giảm 10%, giảm 20%, và với số lượng là 50 cái, ví dụ như vậy. Đó là bạn đưa ra các cái rule như thế. Vậy thì nếu như mà bạn không kiểm thử, bạn chắc chắn rằng và bạn tin tưởng nhân viên của bạn, submit một cái, assign lên. Ha, các bạn assign lên cái là ở ngoài người ta nhìn vô người ta thấy, ôi trời ơi, cửa hàng của anh Triệu là bán iPhone 15 và được giảm 10%. Rồi ok, tí nữa tổng kết lại. Sao Triệu? Chuyện gì xảy ra? Kích thằng nó ra khỏi cửa hàng hả? Tổng giám đốc Triệu với lại tổng giám đốc Sơn là lúc đó là ngồi khóc luôn, đuổi nó làm được cái gì? Đuổi nó làm được cái gì? Bây Từ tháng lương nó thầy. giờ chẳng nhầm gì, tháng lương của nó không đủ trừ đâu đấy. Cho nên các bạn thấy là cái việc mà mình kiểm thử tỉnh nó cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề kiểm thử của chúng ta. Như vậy các bạn thấy là cái này là người ta đang viết cho ở dạng là phát triển phần mềm, là chạy chương trình rồi chạy phần mềm. Nhưng mà thầy quay qua với các bạn, giả sử như là cái mạch điện của các bạn lúc nãy,
đó, mạch điện của các bạn lúc nãy. Nếu như mà các bạn có kiểm thử tỉnh, nếu mà cái thầy dạy cái môn điện của các bạn mà áp dụng quy trình kiểm thử tỉnh mà thầy Bình đang nói, thì có thể nó sẽ không xảy ra cái tình trạng đó. Cũng có thể cháy nổ, chứ không phải không phải là chắc chắn 100%, nhưng mà chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều cái việc mà cháy nổ trong cái quá trình mà chúng ta vận hành đó. Như vậy riêng cái phần mà hả mà đụng đến tiền một cái á là nhói tim liền, đúng không? Đụng đến tiền cái là nhói ở đây liền đó. Khi mà các bạn làm sếp ha, tổng giám đốc Triệu, tổng giám đốc Sơn, rồi chủ tịch hội đồng quản trị Thảo ha, đó, thì sau này cố gắng chú ý giúp cho thầy làm gì thì làm, mình đưa ra cái quy trình cho công ty của mình đưa ra cái quy trình, thì nhiệm vụ của các bạn bây giờ nè, nhiệm vụ của các bạn bây giờ là hoạt động các cái bài lab thực sự tốt giúp cho thầy. Và đến buổi sau các bạn bảo vệ cái assignment giai đoạn 1 của bạn, các bạn phải cố gắng nói lên hết cái suy nghĩ của các bạn, cái hình dung của các bạn về cái dự án của các bạn, và đừng quá lý thuyết, thì thầy sẽ ghi nhận điểm của các bạn rất cao. Thầy kỳ vọng là như thế. Các bạn cứ nói thoải mái. À, cái môn này của em đang lấy cái assignment nó như thế này nè. Cái test design của em là em sẽ phải kiểm cái này nè thầy. Đó, để cho nhân viên của em nó không được sai nè. Và cái web của em mà hoạt động tốt nhất nè. Thì khi khách hàng người ta sử dụng cái trang web WordPress của em thì người ta cảm giác rất là hài lòng nè. Và người ta hết sức yên tâm về công ty nè. Các bạn làm bằng tất cả tấm lòng của các bạn, và các bạn xem đó là sản phẩm sống còn của công ty, thiết kế web của các bạn, và các bạn đang bảo vệ đối với thầy là khách hàng đặt hàng các bạn viết web, đặt hàng các bạn mà setup cái trang web đó cho công ty của thầy, bảo vệ cái ý kiến đó, thì điểm của các bạn là một phần cực kỳ nhỏ thôi, nhưng mà các bạn làm được việc đó các bạn sẽ thành công rất nhiều. Sau này các bạn ra trường các bạn thử giúp thầy nhé. Sau khi học xong cái môn kiểm thử cơ bản của thầy Bình, các bạn search trên mạng những vị trí kiểm thử và các bạn thử approve cái CV của các bạn vào. Thầy không kỳ vọng là các bạn được nhận, nói trước luôn. Nếu mà các bạn được nhận là tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, nhưng mà thầy không kỳ vọng. Nhưng mà thầy kỳ vọng cái gì ở đây? Các bạn sẽ biết người ta tuyển kiểm thử viên kiểm cái gì, tuyển cái gì, vị trí kiểm thử viên cần những cái yếu tố nào, kiến thức của các bạn ra làm sao, và các bạn thấy được cái mình đã có, thấy được cái mình thiếu, thì các bạn sẽ bổ sung. Và các bạn bổ sung thì các bạn sẽ tự tin ứng tuyển và đi làm part time ha. Ở các khi mà các bạn kiểm thử không nhất thiết các bạn phải làm ở công ty. Các bạn có thể nhận job về nhà các bạn làm và vừa đi học vừa đi làm được luôn. Cho nên khi mà các bạn học đối với thầy, đừng quá lý thuyết. Đừng quá lý thuyết. Những cái bài làm lab của các bạn đừng quá lý thuyết. Nghĩ gì làm đó, làm sao mà làm với tâm huyết của mình. Đây là em chứng minh với công ty. Đây, lúc em học là như thế này, em đã làm hết với cái tâm huyết của em, với cái sản phẩm của em là cái trang WordPress của cái môn học trước. Và nếu như trước đây mà em đã học được kiểm thử thì cái trang web của em nó sẽ hay hơn, nó sẽ đảm bảo được chất lượng hơn. Đó là cái kỳ vọng của thầy sau khi các bạn học kiểm thử đối với thầy. Được chưa nào?